Nằm giữa dãy khách sạn cao tầng, khu dân cư ở phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng với gần 60 hộ dân luôn phải chịu cảnh thiếu nước sinh hoạt. Đồng hồ nước lúc chạy lúc không, người dân phải canh chừng để hứng từng xô nước sạch dùng trong sinh hoạt. Nhiều gia đình đành mua nước đóng bình để nấu ăn. Không có nước, cho nên bây giờ tôi vẫn ngủ thức dậy là 12 giờ rưỡi. Đến 2 giờ sáng tôi vẫn hứng được nửa thùng thì thôi. Tôi thêm một buổi sáng nữa với đại thùng này. Còn bơm nước thì nhiều nhỏ thì bị ô nhiễm, cho nên nước uống không được. Người dân ở phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà cho biết, những năm trước, nguồn nước máy tuy yếu nhưng cũng đủ để dùng. Thời gian gần đây, khu vực này trở thành phố khách sạn nên nhu cầu sử dụng nước tăng cao, nước máy liên tục thiếu hụt. Nhiều người dùng giếng khoan nhưng do nước ngầm ở đây bị nhiễm phèn nên không sử dụng được. Khu dân cư tổ chính là tình trạng thiếu nước trầm trọng của thị cục. Mấy năm trước chưa có khách sạn thì nước rất mặn. Và mấy năm nay là khách sạn mọc lên là tình trạng nước thủy cục thì tổ thiếu nước, không có nước để nhân dân để dùng. Thành phố Đà Nẵng hiện có 4 nhà máy nước, trong đó 2 nhà máy nước Hải Vân và Sơn Trà sử dụng nguồn nước suối trên núi. Vào mùa nắng nóng thường cạn kiệt, nguồn cung cấp nước chính cho gần 1 triệu dân thành phố chiếu từ nhà máy nước Cầu Đỏ với công suất khoảng 170.000 mét khối một ngày đêm và nhà máy nước sân bay khoảng 3.000 mét khối nước một ngày đêm. Khu vực ven biển thuộc các quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn với hàng loạt nhà hàng khách sạn cao tầng mọc lên, cùng với tăng dân cư nhanh chóng khiến việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật cấp nước không theo kịp. Bình thường thì nhu cầu nước sử dụng thành phố là khoảng 300.000 khối. Hiện nay tổng công suất các nhà máy là 210.000 khối thôi. Có nghĩa là bình thường là công suất của nhà máy đã cả là thiếu với nhu cầu rồi. Thì hiện nay đương vào mùa nắng nóng thì nhu cầu sử dụng nước của dân cũng như sản xuất là tăng lên khoảng 25-30% nữa. Thì như vậy cái vấn đề thiếu nước nó thêm nghiêm trọng hơn. Để khắc phục tình trạng này, công ty cổ phần cấp nước thành phố Đà Nẵng sẽ thay thế các máy bơm, cải tạo một số tuyến đường ống cung cấp cũ để tăng lưu lượng nước đáp ứng một phần nhu cầu sử dụng của người dân thành phố. Tuy nhiên vấn đề thiếu nước vẫn chưa giải quyết được căn cơ.